Thưa quý vị, như đã thông tin trong chương trình thời sự tối ngày 11 tháng 2, trong hơn một tuần qua, giao dịch đất đai tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức nóng bất thường. Chỉ vì những thông tin trên mạng về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép tập đoàn VinGroup khảo sát hai dự án tại huyện Châu Đức mà nhiều người từ các nơi đổ xô về đây mua đất, khiến cho trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 56, đoạn từ Bùng Binh Đức Mỹ đến Ngãi Giao trở nên lộn xộn. Chính quyền và công an huyện phải cử lực lượng để phân luồng, cấm biển, cấm đậu xe trên quốc lộ 56 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phóng viên thời sự đã ghi nhận tình hình, đồng thời đăng tải thông tin cảnh báo của chính quyền về hiện tượng sốt đất ảo này. Và đến nay, tình hình giao dịch đất đai tại Bình Ba đã hạ nhiệt. Từ ngày 16 tháng 2, cảnh náo loạn đông đúc xe cộ như trễ hội trên quốc lộ 55, đoạn từ Bùng Binh Đức Mỹ đến Ngãi Giao, huyện Châu Đức, dự cách đó một tuần đã không còn. Không còn cảnh các tốp người tranh mua tranh bán ven đường, nên trật tự an toàn giao thông tại khu vực này đã ổn định. Người dân khu vực này cho biết lượng người đổ về Bình Ba đã giảm từ 80-90% so với đầu tuần trước, trong đó đa phần là cỏ đất. Nhưng đất dọc khu vực được cho là tập đoàn VinGroup đang khảo sát dự án thì vẫn bị giới đầu cơ hét giá trên trời. Tiếp tục khảo sát, phóng viên thời sự ghi nhận, đến nay tại các văn phòng công chứng, văn phòng đất đai trên địa bàn huyện Châu Đức chưa có bất kỳ giao dịch mới nào về đất đai tại Bình Ba được thực hiện. Tại văn phòng chúng tôi thì chưa thấy gì cả, chưa thấy cái lan tỏa của sốt đất nó đến, mà tôi cũng nghĩ rằng là chưa đến cái mức độ sốt đất, có thể một số người hay một nhóm người nào đó vì một cái mục đích gì đó mà họ có thể là quấy động cái sốt đất lên. Ông Dương Thanh Vân, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Đức cũng khẳng định đơn vị chưa ghi nhận bất kỳ giao dịch đất đai nào tại xã Bình Ba từ đầu năm đến nay. Thậm chí lượng giao dịch hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Châu Đức từ đầu năm 2020 cho đến nay so với cùng kỳ năm ngoái còn giảm. Tình hình giao dịch đất đai tại huyện Châu Đức, cụ thể là tại xã Bình Ba, thì diễn ra bình thường. Thì khoảng lượng hồ sơ mà tiếp nhận khoảng 504 hồ sơ và so với cùng kỳ thì sẽ giảm 21 hồ sơ. Theo nhận định của ngành chức năng huyện Châu Đức, toàn bộ giao dịch đất đai tại khu vực Bình Ba trong những ngày qua chỉ là thực hiện trên giấy tờ tay với nhau và có tính chất đầu cơ chưa chính thức. Ngày 12 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã có công văn số 438 thông tin cụ thể về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận chủ trương để tập đoàn VinGroup khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư hai dự án tại xã Bình Ba và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Theo công văn này, thì Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức khẳng định hiện nay tập đoàn VinGroup mới chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư tại huyện Châu Đức. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo, không bị tác động bởi hiệu ứng đám đông, tham gia đầu cơ đất đai, tránh nguy cơ bị thiệt hại kinh tế.